Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thăng hàm cho Tô Ân Sô, Nguyễn Phú Trọng sắp tấn công ai. Lê Thanh Hải là cái tên đáng thách thức trong lòng kiên trì của ông Nguyễn Phú Trọng. Đã 2 năm qua bắt Lê Tấn Hùng mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì được đối với ông Lê Thanh Hải. Dù Nguyễn Văn Nên ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn tham gia tranh cử chức đại biểu Quốc hội để dành thời gian cho vấn đề bắt Lê Thanh Hải. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng bao nhiêu năm nay thì ai cũng biết. Đã 5 năm làm bộ trưởng dưới quyền ông Nguyễn Xuân Phúc mà chưa có một lần Tô Lâm làm theo lệnh của Thủ tướng mà chỉ toàn làm theo lệnh của Tổng Bí thư. Cái lò là sản phẩm của ông Nguyễn Phú Trọng. Lò nhóm lên thì người đi nhặt củi vào lò chính là ông Tô Lâm. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng hai cánh tay nối dài nữa. Đó là Nguyễn Văn Nên ở thành phố Hồ Chí Minh và Đinh Tiến Dũng ở Hà Nội. Điều dễ thấy là trong vòng 5 năm trở lại đây, ông Thiếu tướng Chánh Văn phòng Bộ Công an luôn theo Tô Lâm như hình với bóng. Cứ khi nào Tô Lâm đánh án thì Tô Ân Sô lại lên truyền thông kể công cho Tô Lâm, đánh bóng tên tuổi Tô Lâm trước công chúng. Đặc biệt trong những vụ án mà Tô Lâm bị chỉ trích nặng nề như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì Tô Ân Sô lên báo chí bảo vệ hết sức. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô được phong hàm trung tướng. Đã nhiều năm nay, ông Tô Lâm làm việc cho Nguyễn Phú Trọng, thì nhiệm kỳ mới này, ông Trọng cũng sẽ muốn Tô Lâm làm việc cho ông để đánh nhiều vụ án lớn. Mà quan trọng nhất là cần phải củng cố quyền lực cho Tô Lâm để đối phó với những vụ án gai góc hơn ở nhiệm kỳ trước rất nhiều. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có dự định bắt Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông hay không? Nếu bắt thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải củng cố lực lượng mạnh hơn nữa, chứ như thế này thì chưa thể đủ. Phong trung tướng đến hai người một lúc. Vào ngày 16 tháng 4, ông Thiếu tướng Tô Ân Sô và ông Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn được cho thăng quân hàm lên trung tướng. Ông Tô Ân Sô là Chánh Văn phòng của Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an, còn ông Nguyễn Ngọc Toàn là Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Vào chiều ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm trung tướng đối với Thiếu tướng Tô Ân Sô và ông Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị. Quyết định này là quyết định của Nguyễn Phú Trọng trước đây. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn củng cố thế lực của ông trong ngành công an đến như thế nào. Ở vai trò là người đại diện của Bộ Công an, ông Tô Ân Sô được ghi nhận có những phát ngôn gây tranh cãi và cả những câu trả lời đề huề như khi được phóng viên hỏi về các vụ nóng như tin đồn bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, Tô Lâm và Nguyễn Ngọc Toàn trong buổi lễ thăng hàm trung tướng. Điều đang nói là với vai trò của người phát ngôn của Bộ Công an, ông Tô Ân Sô có những phát biểu thể hiện ý chí của người đứng đầu của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu của ông Sô gây bất bình nhất là người dân là phát ngôn về vụ án chống đối ở Đồng Tâm vào hồi tháng 9 năm 2020. Với nội dung như sau: sự nổi lên của đối tượng, tức là người cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối tác động kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới, hậu quả của sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên mượn danh nghĩa đảng viên lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là phát ngôn của ông Tô Ân Sô về vụ việc tại Đồng Tâm, mặc dù Bộ Công an đã cử đến 3.000 quân đặc nhiệm vào tấn công nhà dân giữa đêm. Trước hôm ông Tô Ân Sô, một loạt thuộc cấp của ông Tô Lâm như Bộ trưởng Bộ Công an cũng được liên lon trong những tháng vừa qua. Hồi trung tuần tháng Giêng, theo báo Việt Nam Express, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn được thăng cấp bậc hàm thượng tướng, trong lúc 6 sĩ quan cấp cao khác được thăng trung tướng, thiếu tướng. Trước đó, vào tháng 9 năm 2020, Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hào phóng thăng cấp thiếu tướng, trung tướng cho một loạt viên chức của mình, trong đó có ông Trần Quốc Tỏ, trước đó là Bí thư Thái Nguyên. Ông Tô Ân Sô là con trưởng của một nhà báo Tô Ân và bà Nguyễn Thị Thanh. Tô Ân từng là trưởng phòng biên tập quân sự hay là phòng biên tập quốc phòng an ninh báo Quân đội Nhân dân. Còn bà Nguyễn Thị Thanh sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1934, quê quán tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên là giáo viên trường cấp 1-2 Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đã mất vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Vào đầu năm 1972, trên đường sang Lào đưa tin chiến trường, Trung tá Tô Ân trúng bom của không lực Hoa Kỳ ở khu vực sân bay Dừa, thuộc địa phận huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và tử nạn, được phong là liệt sĩ. Tô Ân Sô có em gái là Trung tá Tô Thanh Lan, cán bộ phòng bảo vệ chính trị 1, công an thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô làm công tác báo chí. Vào năm 2017, Tô Ân Sô là đại diện lãnh sự quán Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, Thiếu tướng Tô Ân Sô được trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, thay cho Đại tá Phạm Mạnh Thường được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, ông là Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2019, ông Tô Ân Sô được bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là liệu Tô Ân Sô có kết nối với Nguyễn Phú Trọng hay không? Trước mắt, ông Tô Ân Sô là cánh tay đắc lực của ông Tô Lâm. Là công an, nhưng Tô Ân Sô có chuyên môn về ngành báo chí và là con của một gia đình có truyền thống làm báo. Thông thường, các tướng công an thường là tướng võ biển, ăn nói ít khôn khéo. Tuy nhiên, Tô Ân Sô thì lại khác, rất biết nói tránh và hoặc nói theo kiểu tấn công trực diện để thể hiện hết dụng ý của cấp trên. Vào năm ngoái, khi được hỏi về những vụ như tin đồn bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Đảng Cộng sản Việt Nam, câu trả lời quen thuộc của ông Tô Ân Sô trong vai trò phát ngôn viên là Bộ Công an chưa có thông tin về vụ việc. Còn nói về vụ giết hại dã man cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng tại Đồng Tâm từ Bộ Công an, thì tại vụ này, ông Tô Ân Sô đã phê phán ông Lê Đình Kình, người đã bị công an bắn chết và mổ bụng trong vụ đột nhập của công an vào thôn Hoành. Họ nói rằng ông Tô Ân Sô đã miêu tả đây là một loại cường hào địa chủ mới, hậu quả của thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên, mượn danh nghĩa đảng viên lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, v.v. Một người trưởng thành trong cái nôi báo chí tuyên truyền của Đảng Cộng sản mà lên cao trong ngành công an là điều làm nhiều người đặt câu hỏi liệu rằng nghiệp vụ của ông Tô Ân Sô có gì hay không. Ông Tô Ân Sô từng khoác áo đặc phái viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ trong nhiều năm. Đây là một nhân vật đội lốt. Sau đó là đại diện lãnh sự quán Việt Nam ở Houston, Texas, Mỹ. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô là mẫu người cả Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng đều cần. Nhiều người cho rằng ông Tô Ân Sô là đặc phái viên của Thông tấn xã Việt Nam tại nước ngoài, có thể là những sĩ quan an ninh, hoạt động nghề nghiệp chính là thu thập thông tin về những công dân quốc gia sở tại gốc Việt. Cho nên, thôi hoạt động báo chí quay về Việt Nam là lập tức cởi bỏ xiêm y, khoác cảnh phục với lon tướng như tướng Tô Ân Sô. Tô Ân Sô có cái khôn danh của một nhà báo là sự tàn ác của một công an thực sự, có đủ nhẫn tâm của một mẫu người làm chính trị. Với con người như vậy, ắt ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tìm thấy trong con người ông Tô Ân Sô có tố chất mà ông cần. Và với bản chất võ biển, ông Tô Lâm cũng rất cần Tô Ân Sô để hỗ trợ đánh các vụ án lớn. Và Tô Lâm mà được sự hỗ trợ của Tô Ân Sô thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có một cặp lãnh đạo ngành công an rất mạnh. Chính vì thế, Phạm Minh Chính cần phải dè chừng hai con người này trong thời gian tới. Người nào nắm được sức mạnh công an, người đó sẽ giành thế thượng phong trên bàn cờ chính trị. Không biết trong 5 năm tới, ông Phạm Minh Chính có giành được hai người này về phe của mình hay không? Nếu Phạm Minh Chính giành được Tô Ân Sô, sau đó có thể phe ông Chính sẽ vượt phe Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 với bản tin Thăng hàm cho Tô Ân Sô, Nguyễn Phú Trọng sắp tấn công ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.